Rồi hôm nay là 7 Tây, 7 Tây tháng tháng 2 năm 2024. Sao chiếc xe lăn ngoài là chị ngồi hả? Sao xịt đuổi như vậy? Đi bán mà. Hôm nay là 7 Tây tháng 2 năm 2024. Thì Phương Linh Mỹ Tho xin đại diện nhóm Mỹ Tho xưa và nay thông qua em Quỳnh Chí Hiếu đăng bài đó, xin trợ duyên cho cái hoàn cảnh của chị tên gì? Tên Lê Thị Mỹ Hoa. Lê Thị Mỹ Hoa, ra đây chút xíu đi. Dạ. Hoàn cảnh này thì vừa rồi á, ông chồng của chị là anh ông đó tên Hiếu phải không? Anh Hiếu, Nguyễn Văn Hiếu qua đời rồi, tang tế sự có giúp cho cái đám tang cộng đồng đó. Thì hôm đó thì làm ở ngoài đường nè. Nè, cưng quay chị. Rồi nào, hồi quay trước nè, đừng đứng quay trước nè. Đây, nhóm chung một niềm vừa, nhóm Mỹ Tho xưa và nay. Quỳnh Chí Hiếu đăng bài, đây là cái chương trình của nồi thịt kho ngày Tết Xuân Giáp Thìn. Đây gửi cho chị 500 ngàn nha. Rồi đây 500 ngàn, rồi gửi cho chị Hoa hả? Chị Hoa, công việc bán vé số. Nhà của chị là ở hẻm xe Tân Lập Thành ở chợ cũ á quý vị. Rồi đây, cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Nè, nói cảm gì với Hiếu rồi. Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Rồi, thôi bye bye. Hôm nay Linh đi thì với em Mỹ An. Rồi, cảm ơn quý vị.